đêm có tiếng thở dài, đêm có những ngậm ngùi, khu phố yên nằm đôi bàn chân mỏi. Bây giờ có bàn thờ Phật này, con thề đi là con không uống rượu. Thì chị mới thề liền là tại vì thật sự là mình không uống rượu. Mình vừa nói con thề, vừa nói con thề, ba chị tát vô mặt chị có bóp một cái. Ủa? Tức là ba chị khó không đến mức như vậy. Là không, là không tin hay là tại là sao? Là không tin, là chị không uống. Chị lớn lên là trong gia đình chị là nghệ thuật rồi. Mà khi mà mình không được làm cái nghề mình thích á, trời ơi buồn lắm, chị không dám coi video luôn. Lúc đó có mỗi lần mà chị coi video là chị khóc. Chị cứ nghĩ tới cái kia đó là mình khóc. Căng thẳng muốn trầm cảm luôn. Mà thậm chí còn bị là trong một cái tình trạng là quan mang hồ Quỳnh Hương nhẹ đó. Có nghĩa là sao? Nào giờ làm cái chương trình Thúy Nga nhà có khách đó, là mình sẽ gặp những cái người mà người ta những cái công việc khác, mình hỏi chuyện người ta rất là dễ. Mà hôm nay mình lại gặp một người này vừa là ca sĩ mà lại vừa MC nữa. Người mà người ta hot show là nổi tiếng ở Mỹ luôn, 50 tiểu bang là diễn tan nát hết trơn rồi, còn quay đài nhà đài nữa trời. Nên biết vô mình phỏng vấn người ta hay người ta phỏng vấn lại mình, tự nhiên xanh 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 nhẹ mặt nha quý vị ơi. Ước gì là chị hôm nay chị vô chị đừng hỏi gì mình nhiều, để mình hỏi chị đi thì là mình đỡ lo hơn. Chứ rất là căng thẳng từ khi nghe một cái tên gọi như giống như là trời giáng xuống vậy đó quý vị. Mà cái tên cũng rất là dễ thương, nhưng mà em sẽ không tiết lộ cái nhân vật này là ai. Mới nói nhấn chuông liền quý vị, ra đón liền. Chị, trời ơi, chào công chúa giáng ngọc của lòng em. Hôm nay em nghe tin chị xong là em muốn giáng thế luôn vậy đó. Cái gì đâu mà sợ. Em sợ áp lực chứ chị. Tại sao? Dù sao chị cũng là một người MC nổi tiếng mấy chục năm nay chứ. Đúng rồi. Mà bây giờ em phải vô đây để em phỏng vấn chị. Mà em cứ sợ là một lúc sau là thành là chị giáng ngọc sẽ phỏng vấn nghe. Nên nay là mình nói chuyện sao cho nó bớt phỏng phỏng lại nha chị. Thì hy vọng là vậy. Thì nhiều khi người ta gọi là bệnh nghề nghiệp đó em. Cảm ơn chị nha, hôm nay chị đến nhà em. Cảm ơn em. Trời ơi sao nhà đẹp dữ vậy, lần đầu tiên tới đó, đẹp quá. Phải không? Đẹp không chị? Đẹp, đẹp. Nhưng mà đâu đẹp bằng em đâu, em vẫn đẹp hơn đúng không chị? Thì nhờ có em vô đi giống như bông hoa trong buổi già. Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi thôi mình chị ơi, hôm nay chị đi gì mà tay xách nách mang vậy? Mang theo một ít đồ ăn. Đó, cái này là em vui nè. Đúng ra là tính nấu mang qua đây. Nhưng mà hôm qua bận nguyên ngày, có show gây quỷ cho chùa. Cái đâm ra chị không là có nữ hoàng chạy show của nước Mỹ. Cái quỷ, cái quỷ, cái quỷ. Ủa, em thấy chị là show lúc nào cũng kính bưng luôn. Tao phải phải sáng chạy đi mua đồ ăn. Mua hả? Nhưng vẫn có một cái món nhưng nhỏ thôi, nhưng mà đặc biệt có một cái kỷ niệm là của chị. Quan trọng là em có dám ăn hay không thôi. Ăn chứ, chị đưa em nhẹ cái gì cũng ăn không? Ngon là ăn hết. Ok, rồi. Dạ. Vậy rồi. Đi nha. Rồi mình vô đây mình thử nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Ok em. Ca sĩ MC Giáng Ngọc, sinh năm 1966, hiện đang sinh sống tại bang Cali, Mỹ. Cô là con gái của cố nhạc sĩ Tùng Giang, gia đình có truyền thống theo nghệ thuật. Năm 1984, Giáng Ngọc sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình, tính đến nay đã 40 năm. Năm 1986, Giáng Ngọc bắt đầu theo nghiệp cầm ca, bài hát đầu tiên là Yêu Em Dài Lâu của nhạc sĩ Đức Huy. Năm 1989, cô cùng một số ca sĩ thành lập nhóm Ngũ Long Công Chúa gồm Giáng Ngọc, Thúy Vi, Gia Ra Minh Thảo, Ngọc Anh và Linda Trang Đài. Sau đó, được Vân Sơn mời hát dân ca chung một số bản như Trai Duyên Anh Cưới Em, Mời Anh Về Thăm Quê Em. Năm 2003, tình cờ bén duyên làm MC và hoạt động đến bây giờ. Hôm nay đến với chương trình Thúy Nga Nhà Có Khách, Thúy Nga rất là vinh dự được gặp gỡ chị ca sĩ, MC và cũng là diễn viên luôn nha quý vị, Giáng Ngọc. Đây là một cô gái mà Nga hay gọi cô gái tại vì chị lúc nào chị cũng trẻ trung, hồn nhiên và có cái gì đó nó ngây thơ mà nó dễ thương lắm. Cái cách chị làm MC nó cũng nhẹ nhàng mà cũng rất là dễ thương. Trước tiên thì chắc là phải chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Thúy Nga. Em được biết á, cái gia đình của chị Giáng Ngọc á, là một cái bệ phóng nghệ thuật luôn á. Có nghĩa là chị là con nhà nòi đó.
Tại bữa hôm là em đã nghe chị Phượng Mai kể sơ sơ ra rồi là em biết nó giống như là một cái dây chuỗi đó chị. Đúng rồi. Người ta nhà hàng ta mở một cái dây chuỗi, còn nhà chị là nghệ thuật là một cái dây chuỗi kết nối từ từ thế hệ này cho tới thế hệ khác. Chị là đời thứ 9 trong gia đình theo nghệ thuật. Đúng ra thì tất cả những gia đình của chị từ bà nội chị hoặc là ba chị là cũng trong nghệ thuật, nhưng mà ba chị là theo tân nhạc, còn bà nội chị là theo cổ nhạc. Tại vì bà nội chị tên thật của bà là Cao Mỹ Được, là em ruột của bà Cao Long Ngà, mà bà là công Cao Long Ngà là má của cô Phượng Mai. Cho nên những cái dây chuỗi trong cái vấn đề mà nghệ thuật sân khấu đó, thời đó là có cả gánh hát, ông nội chị có cả gánh hát luôn. Thì bà nội chị cũng có một số những cái dĩa cổ nhà hồi xưa hát. Cho nên chính ngay cả Nghĩa Sửa bây giờ cũng biết cái dòng bên này. Thì chị là đời thứ 9, nhưng mà chị là theo bố cho nên lại theo tân nhạc chứ không có theo cổ nhạc. Đến giờ phút này nói thiệt, dù là mình nói là gia phả mình là toàn là phần nhiều là có cổ nhạc đó, nhưng mà kêu mà mình hát cổ nhạc là mình không biết hát, trừ hát mấy cái lý thì biết hát, chứ còn hát mà kiểu như câu giọng cổ là không rồi đó, chịu thua. Khi sanh ra là bao nhiêu tuổi chị bắt đầu được theo nghề? Chị thì thiệt sự ra lúc mà chị ở Việt Nam thì ba chị đã đi sang Hoa Kỳ rồi. Chị với bốn anh em còn ở lại Việt Nam, ở chung với bà ngoại. Sau đó rồi là chị cũng ở Việt Nam đến lúc mà chị 16 tuổi. Thì chị mới qua Mỹ, nhưng mà thời gian đó thì chị cũng sinh hoạt trong trường, là cũng hay đi hát trong trường, rồi đi thi, được đi thi đơn ca từ trường này qua trường khác, làm văn nghệ nhiều lắm. Nhưng mà lúc đó là cũng đi sinh hoạt trong câu lạc bộ thiếu nhi. Mình chỉ tham gia thôi chứ không nghĩ là mình theo con người nghệ thuật. Nhưng mà tại vì lúc đó còn bé lắm em nên chưa có vào nghề, rồi đi sinh hoạt trong câu lạc bộ thiếu nhi cũng trong đội hát. Thì chừng 2 năm sau là chị có giấy ba chị bảo lãnh qua Mỹ. Thì chị là người đi diện đoàn tụ đầu tiên đi sang Hoa Kỳ cùng với mẹ và các em năm 84. Năm 1984 là chị qua Hoa Kỳ. Có nghĩa là bắt đầu chị qua Hoa Kỳ chị mới khởi nghiệp con đường nghệ thuật đó hả? Ở Việt Nam thì lúc đó tên thật của chị là Yến Ngọc, chứ không phải là Giáng Ngọc. Yến Giáng Ngọc là cái tên đẹp, tên đi hát. Mà ai đặt cho chị cái tên đó vậy? Cũng là ba chị luôn. Ba chị luôn? Dạ. Yến Ngọc là tại vì ba mẹ chị lấy nhau rồi lấy cái tên Ngọc là của một cái cô đó là cổ là Mai, ba chị với lại mẹ chị, cho nên lấy tên cô đó để đặt tên cho chị. Và Yến là tên của bà ngoại chị, thành đánh tên lót, cho nên tất cả những đứa em gái trong gia đình là chị là Yến Ngọc, xong rồi tới Yến Ly, và có cô em gái là Yến Mai cũng là ca sĩ trước đây hát cho Vân Sơn luôn. Thì là Yến Mai có, thì là Yến có hết đó. Còn mình khi mà sang đây thì lúc mà bắt đầu đi hát ba chị mới chọn là Giáng Ngọc, nhưng mà nếu như em để ý á, cái chữ Giáng Ngọc không bỏ dấu thì là Giang, là ba chị tên Tùng Giang, là lấy tên ba chị và tên của chị ráp lại với nhau cho nên mới có tên là Giáng Ngọc. Hay ha. Không mà cái tên rất là đẹp nha chị. Cái tên để làm nghệ thuật rất là phù hợp luôn. Có nghĩa là chị qua Mỹ sau bao nhiêu năm thì chị bắt đầu được ba dẫn dắt đến với con đường ca hát? Chừng năm sau là chị đi hát rồi. Chị đi hát lúc đó chị được ba chị giới thiệu qua hát cho một cái club, mà cái club đó của ban nhạc Uptide. Là của lúc đó là có chị Thúy Anh, có Lưu Bích, có anh Tú, nguyên ban nhạc Uptide luôn. Thì chị hát ở vũ trường đó vào cuối tuần. Lúc đó là hát trên Los, là lúc đó là vũ trường Semoa, rồi Cà Phê Tùng, ở một số những cái vũ trường, rồi sau đó mới về quận Cam. Mà quận Cam mình lúc đó nhiều vũ trường lắm. Bây giờ là nó hết rồi, chứ hồi xưa rất là nhiều vũ trường. Thì chị hát những vũ trường đó đầu tiên. Thời điểm đó mà khi mà chị qua Mỹ, chị cũng chưa có nổi tiếng, mà chị được hát chung với những người nổi tiếng. Mà ba chị là một nhạc sĩ rất nổi tiếng. Đúng rồi. Thì chị đi hát như vậy á, chị có bị áp lực gì nhiều không? Áp lực thì cũng không hẳn là áp lực, nhưng mà con cái cũng sợ, là tại vì ví dụ như mình bất cứ mình hát bất cứ cái gì ngay từ cái ngày đầu tiên hay là bây giờ, dù là sau này có nhiều cái chương trình lớn mà mình thấy nhiều khán giả mà mình cũng sợ, đúng không? Thì ngày xưa chị cũng y chang như vậy. Mình đi hát là mình cũng ra đi quận, đi phường, hồi xưa đi thi, nhưng mà khi mà mình đi thi thì mình cũng đứng dưới khán giả đông, nhưng mà mình không bị hồi hộp bằng mình chính thức mình đứng trên sân khấu. Mà nhất là những cái chương trình hồi xưa nó có phòng trà, khi mà mình đứng là mình nhìn xuống dưới mình thấy khán giả nhiều, mình sợ lắm. Hát là cứ nhìn bóng đèn chứ không biết nhìn xuống dưới, cứ kiểu vậy. Khi mà mình thích một cái nghề nào rồi á, thì mình sẽ cảm thấy là mình cố gắng để mình đi theo cái ngành đó, vậy thôi. Cái lần đầu tiên mà chị được đứng lên sân khấu là năm đó chị bao nhiêu tuổi và chị hát bài gì chị nhớ không? 17, 18 tuổi. Mà bài gì hả, hồi xưa chị toàn hát New Way không? Thời đó là mình cái thời mà giống đó, như Linda Trang Đài, cái lúc đó cùng nhóm. Trizy là sau chị một ít nữa, nhưng mà Linda rồi chị đi hát cùng lúc đó, với lại cái người mà cũng thời đó là Ý Nhi với Kenny á,
Có, Yên Nhiên Candy lúc đó còn chưa lấy nhau nữa. Thì lúc đó là hai người cũng hát thường trực ở cái vũ trường đó, mà chị cũng hát ở đó luôn. Thì hát mấy nhạc trẻ không à. Nhạc để cho người ta nhảy. Hát new way, hát nhạc trẻ thôi. Tất cả mọi người đều hát một cái dòng nhạc như vậy, nó không có sợ bị trùng lắp hả chị? Không, vũ trường hồi xưa người ta rất là thích nhạc new way mà cũng có hát slow, hát vũ trường là em phải hát tour. Chứ em phải hát new way, nhưng mà mình là chuyên về trẻ cho nên mình hát new way. Rồi thường thường hồi xưa đi show là nó ít có ca sĩ đông như bây giờ lắm. Nó chỉ có hai ca sĩ thôi, là một là ca sĩ hát nhạc tour, hai là ca sĩ hát new way. Cho nên chỉ mướn có hai người thôi. Thì là cái thời điểm đó đó, chị đến và diễn như vậy là cũng không ai mà... Tất cả mọi người đều là đi new way mà không có ai hát bolero hay là nhạc Việt Nam hay gì hết. Ít bolero lắm. Thời đó là ít người. Cũng có mấy cô chú hát bolero, chẳng hạn như là lúc đó chị còn nhớ chị có đi show chung với lại anh Thái Châu nè. Và những cái chị là lúc đó, thời đó qua đó, chẳng hạn như là cô Giao Linh cũng có, hoặc là những cái người lúc đó đã qua đây rồi thì cũng hát bolero. Chẳng hạn như anh Duy Quang cũng là bolero. Lúc đó anh Tuấn Vũ rất là hot cái thời đó. Anh Tuấn Vũ mới bắt đầu bước vào nghề và anh rất là được khán giả thương. Thì nhạc bolero cũng rất là hot, nhưng mà nó có nhiều cái, chẳng hạn như là em chuyên về nhạc new wave thì những cái chương trình họ cần nhạc new wave thì họ sẽ kêu em, rồi họ cần nhạc bolero thì họ sẽ kêu em. Trong một chương trình có nhiều thể loại khác nhau thì họ chia ra họ hát thôi. Nghĩa là khi mà chị bước chân qua Mỹ là em thấy mọi sự may mắn đến với chị. Dạ, không phải gần như vậy, đúng rồi. Tại vì mình cũng may mắn là ba mình trong nghề, mà các cô chú ai cũng biết mình từ hồi mình còn nhỏ. Cho nên năm ra khi mà mình bước vào nghề thì mình không có bị ăn hiếp. Mình không có bị phải sợ, phải giống như là tranh giành, mà các ai cũng thương mình, cũng giúp mình. Cho nên mình được may mắn là cái điều đó. Mình bước vào nghề nó dễ dàng hơn những người khác rất là nhiều. Có nghĩa là chị chính thức chị bước vô con đường ca hát năm mới có 17 tuổi tại Mỹ. Đúng. Thì năm nào là cái năm mà chị nổi tiếng đỉnh điểm nhất? Chị đi hát một thời gian, thật sự là lúc đó thì new wave nó cũng không có nhiều, ca sĩ trẻ cũng ít lắm, mỗi nó một số ít thôi. Cho nên đâm ra khi mình đi hát thì mình dễ có nhiều show, mình dễ được nhiều người biết tới, là tại vì mình lúc đó mình ít người hát. Thì chị nghĩ là cái năm mà chị bắt đầu mà được khán giả biết đến nhiều, có lẽ là lúc mà cái thời gian bắt đầu bước vào Hollywood Night đó, Mai Nữ Đa Tình. Đúng rồi. Yeah. Nhóm đó là em đúng nhớ rồi. Hoài luôn á. Chị còn nhớ có lúc chị có về Việt Nam thì chị có đi về Nha Trang, thì chị có thấy là người ta đang coi cái video Mai Nữ Đa Tình lúc đó là năm cô đó, là lúc đó là có lẽ là cái lúc mà mình có nhiều cơ hội đi show nhiều, đi các nước Âu Châu nhiều. Gần như là cả nhóm đi cùng với nhau, năm nào cũng đi các nước trên thế giới. Bây giờ năm là năm người đó trong cái nhóm đó bây giờ là hiện tại vẫn ở Cali đúng không chị? Vẫn ở Cali. Chẳng hạn như là có chị Thúy Vi nè. Có chị Thúy Vi nè. Lúc cái nhóm đầu tiên á mà chính thức của Mai Nữ Đa Tình hồi xưa là Linda Trang Đài, chị Thúy Vi, Ngọc Anh, chị và Gia Minh Thảo là năm cô đầu tiên. Và sau này cũng có một số những cái người bận rồi em biết nhóm ra vô thời gian rồi ra vô rồi cũng thay đổi chút xíu. Nhưng mà nhóm hoạt động được bao nhiêu năm là chính thức thì mới tan rã chị? Nhóm cũng khoảng chừng chắc chị nghĩ 3-4 năm gì đó. Mà sau đó là em còn coi được chị đóng với anh Vân Sơn đóng kịch. Thì là có một cái giai đoạn nào một chị bước, lại được bước ngoặt khác, một bước ngoặt nào đúng là sao mà anh Vân Sơn lại nhìn thấy chị đóng kịch được mà lại kêu chị, hay là chị mê kịch quá rồi chị đến với con đường kịch nhờ? Anh Sơn cũng đi diễn chung với chị, lúc đó là anh Sơn với anh Liên vừa mới qua Mỹ. Thì lúc đó là hai người là còn qua sau chị đúng không? Qua sau chị. Thì hai người lúc đó là, tự vì anh Sơn và Liêm là hai người đầu tiên mà diễn về cái vấn đề mà song tấu về kịch, về hài. Thì lúc đó ở Mỹ này chưa có ai có cái kiểu đó. Cho nên ảnh là chị còn nhớ chị coi hai ảnh là lúc ở Ricks, vũ trường Ricks của chú Ngọc Chánh á, là chị coi. Thì lúc đó hai ảnh rất là hot luôn. Thì cũng đi diễn rồi đi show chung với nhau. Thì thời đó là tại vì năm cô đều rất là đi show rất là nhiều, cũng hot nữa. Thì mỗi lần đi show là lại có hai ảnh đi chung là vui lắm à. Đúng rồi, đi chung xong rồi cái mới quen với nhau. Thì ảnh có một lần ảnh có nói với chị là: ồ em ơi, bây giờ anh muốn cần một cái người để mà diễn chung hài kịch, rồi diễn một cái tại cái thể loại này chưa có ai làm, mà ảnh ở Việt Nam đã làm rồi. Hình như lúc đó anh chị nhớ là ảnh làm chung với là chị Mỹ Lan á, cái lúc đó. Thì cái bài mà đầu tiên ảnh mời chị đó là Ra Duyên Anh Cưới Em. Thì chị mới nói, ảnh mới nói bây giờ anh mời chị em làm chung với anh vậy. Cái em nói chứ, cái chị mới nói chứ: trời ơi anh ơi, từ trước giờ em hát nhạc nhảy cả tưng tưng, không biết nhảy, không biết hát mà kiểu dân ca, em không biết. Cái xong chị nói chứ thôi hay anh kêu chị Thúy Vi đi, tại chị Vi chỉ hát nhạc nhẹ nhẹ, chị chắc chỉ hợp hơn em. Cái anh nói không, anh nghĩ em được, em thử đi. Thì thử đi, thích thì làm, thích thì thôi.
thì chị mới nhớ là cái video quay đầu tiên của chị quay chung với anh Vân Sơn là một cái video là từ Charlie anh đạo Charlie diễn anh Charlie bây giờ đó. Thì lúc đó Charlie là mới bắt đầu bước vào nghề làm phim, tự nhiên cái là dính luôn. Dạ, cái là có duyên á. Có duyên rồi nhiều mà người ta thích đó. Đúng rồi, cái mà lúc đó là coi như là chưa có một cái cặp nào mà hát dân ca mà diễn vừa hát dân ca. Ở ngay tại Mỹ thì chị với anh Sơn là cặp đầu tiên đúng ở rồi. Tại Mỹ mà diễn dân ca với lại hát, thì từ đó trở đi là chị với anh Sơn bắt đầu diễn chung với nhau nhiều vở kịch, và cũng bắt đầu từ đó là chị làm việc chung với lại trung tâm Vân Sơn, mà có cả anh Quang Minh và chị Hồng Đào lúc đó luôn, diễn chung với nhau luôn á, nhiều lắm, nhiều vở kịch lắm. Cho nên coi như là trong nghề là chị cũng gần như là 30 mấy năm. Chị là lão làng rồi đó, già mà rồi đó. Ngồi nhìn mọi người thấy không? Chị có thể tiết lộ số tuổi chị cho mọi người hết hồn được không? Ốc, chị đâu có sợ đâu, chị là năm nay là nếu mà tính ra là chị 56. Đó, mọi người thấy 56 mà tưởng mới 26 rồi đó. Nào như búp bê Bambi vậy đó. Dễ thương. Có nhiều người cứ hỏi chứ, ủa rồi mình có giấu cái tuổi của mình không? Nói chứ không, mình không cần phải giấu. Thì cũng thực sự ra mình cũng thông cảm cho những người là họ sợ nói ra tuổi của mình. Dạ. Nhưng mà đối với riêng cá nhân chị, không cái tuổi nào gọi là già, có một cái là mình không biết cách giữ mình thôi. Dạ. Chứ phụ nữ bất cứ tuổi nào cũng có cái đẹp của họ, chẳng hạn như lớn thì người ta cũng có cái đẹp của cái sự sang trọng. Dạ, đúng không đúng em rồi. Còn trẻ thì có cái đẹp của sự trẻ trung, cho nên cái quan trọng là mình phải tự tin nơi mình phải giữ cái sắc đẹp của mình, thì nhiều khi chính cái sự lạc quan đó nó sẽ làm mình trẻ trung. Trẻ trung rồi. Dạ. Yeah. Thì chị đi đến cái con đường ca hát á, cái bài nào hát đầu tiên mà chị nhớ, hoặc là cái bài nào mà chị hát cái nhóm mà hit nhất á, chị nhớ không? Chị có thể hát lại một chút xíu được. Một trong những bài mà chị có hay hát sau này nhất đó là bài của ba chị sáng tác. Mà bài đó là một trong những bài cũng nhiều khán giả biết vào khoảng thập niên 84, nhiều ca sĩ hát lắm, đó là bài Tôi Với Trời Bơ Vơ. Tôi Với Trời Bơ Vơ. Không biết em có nghe bài này chưa? Đó, em có nghe. Nhưng mà giờ em muốn nghe lại. Ok, giờ mình hát khúc nha. Dạ, chị hát lại. Hát chay luôn, không có đàn không gì đâu. Đêm có tiếng thở dài, đêm có những ngậm ngùi, khu phố yên nằm, đôi bàn chân mỏi, trên lối về mưa bay. Đêm anh hát một mình, dù em giấc mộng lành, xin những yên bình cho dòng sông nhỏ, tôi với trời bơ vơ. Vẫn còn rất là hay nha, mặc dù ta hát chay đó mà hát buổi sáng sớm đó. Ngày xưa mà lúc mà chị đi hát á, ba chị lại là một nhạc sĩ rất là nổi tiếng. Ba có hay để ý theo dõi cách chị biểu diễn và sửa cho chị, hay là chị tự chị mày mò với lại cái công việc diễn xuất ca hát của mình? Chị nói thiệt nha, ba chị là một người rất là khó với con cái lắm. Có lẽ là bởi vì ông là người đi ra ngoài đời chơi, giống như đi sống riêng một mình từ nhỏ tới lớn, cho nên nhất là sống trong một cái thế giới nghệ sĩ nữa. Cho nên có nhiều cạm bẫy lắm, cho nên chị là một cái người mà ba chị giữ rất là kỹ. Dù là chị đi hát, ngày xưa chị đi hát á, là thằng em chị sẽ là người chở chị đi hát và chở chị về, không bao giờ chị được lái xe và đi một mình, dù lúc đó chị đã 17, 18, 19 tuổi rồi. Là ở bên Mỹ này hả? Ở bên Mỹ này luôn. Kỹ như vậy đó hả? Kỹ mà em có tin là dù là chị đi ở tối ngày ở nhà gì, mà khi mà chị đi chợ á, chị cũng không được đi một mình, má chị phải đi theo với chị. Ủa gì mà không canh chữ gì vậy? Canh vậy luôn đó. Đi hát á thì nó có nhiều cái cám dỗ, nhưng mà chị là một cái người phải nói là biết ý thức về điều đó rất là nhiều. Chẳng hạn như là nếu mà đến giờ phút này mà ai hỏi chị là nghĩ là ồ có biết uống rượu hay không hay gì, thì chị nói là chị không biết. Chị không uống. Không biết uống luôn. Chị không uống. Lý do tại sao là tại chị uống chị không thấy ngon. Em uống phải thấy ngon thì em mới uống, đúng không? Em là cũng không thích uống. Thì đó, thì tại mình không thích uống. Nhưng mà trong giới của mình, nếu mình không thích uống là một chuyện lạ, thì ai cũng nghĩ là giao thiệp thì đương nhiên mình phải uống. Mà cái thời trước đó là vũ trường là hút thuốc nè. Mà chị hát vũ trường không? Chị hát vũ trường là đương nhiên em phải biết dễ, uống. Dễ có cái cám dỗ hơn. Mà chị lại không thích, chị không uống, chị tại vì chị không thích thôi. Hồi xưa lúc chị còn nhớ là chị có đi hát chung với một cô bạn thời đó, thì cô đó là cũng là đi chơi dữ lắm, nhưng mà chị đi hát chung tại vì thân với cô đó,
thì cổ có đưa cho chị một cái kẹo chocolate. Mà trong cái kẹo chocolate em nhớ là nó có chút rượu ở trong đó không? Dạ. Nhưng mà lúc đó thì tại vì đưa cho mình thì mình chỉ biết là ồ đưa cho mình là có cái kẹo chocolate thôi, chứ mình không biết là trong đó có rượu. Thì mình mới tưởng là kẹo chocolate thì mình mới cắn. Cắn cái đó thì khi mà cái rượu nó chảy ra thì đắng quá thì chị mới nhả ra. Giống như là Vui kể lại với một người bạn của ba chị nó, ôi trời ơi, Giáng Ngọc cắn cái nó uống cái rượu đó. Thì cứ chỉ là nói ồ ăn cái đó nó có rượu, nhưng mà đâu có biết là ồ tại cái đó là cái kẹo chocolate và mình không biết là trong đó có rượu thì mình cắn, nhưng mà đắng quá mình nhả ra. Thì chỉ biết nghe kể là ồ nói ăn cái đó nó có rượu thì nghĩ là ba chị nghĩ chị uống rượu. Trời ơi, ba chị về la quá trời la luôn, giận. Xong rồi nói là cái chị mới nói chị không có uống rượu. Ba chị nói no, bạn con nói là con uống rượu. Nói, không, con không có uống rượu. Ba chị nói chứ bây giờ có bàn thờ Phật này, con thề đi là con không uống rượu. Thì chị mới thề liền là tại vì thật sự là mình không uống rượu. Mình vừa nói con thề, vừa nói con thề, ba chị tát vô mặt chị bóp một cái. Ủa? Tức là ba chị khó không đến mức như vậy. Không, là không tin hay là tại sao? Là không tin là chị không uống. Cứ nghĩ là ồ bạn chị kể là chị như vậy mà tại sao lại như vậy. Tức là chị nói nghe là tức là cái cuộc sống của mình là như vậy. Thì mình cũng biết là vì ba mình thương mình sao khó quá. Nhưng mà lúc đó thì mình không nghĩ như vậy. Mình không nghĩ như vậy. Nhưng mà sau này thì mình mới thấy là ồ tại vì ba mình thương mình. Không phải chị, cái cảm xúc đó không phải là bây giờ chị nghĩ là ba thương. Cảm xúc lúc đó mà chị không uống mà ba tát chị tức không? Tức chứ. Tức chứ. Tại mình không làm mà mình bị. Mình làm mà tự nhiên là ba mà còn đánh mình đúng nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Thì đương nhiên là mình không vui. Mình không vui rồi mình chỉ muốn là mình đi được, đi ra khỏi gia đình thôi. Thì khoảng bao nhiêu lâu thì chị quyết định chị ra khỏi nhà mà ba chị có... 23 tuổi thì chị 23 tuổi mới đi luôn là chị mới ra khỏi gia đình. Cũng ngoan ấy chứ bộ. Không ngoan, chị là một đứa rất là typical Việt Nam. Thì ra riêng á, chị có bị khó khăn gì không hay là chị cảm thấy cuộc sống nó dễ thở hơn? Không, cũng khó khăn chứ. Có lẽ là nhờ như vậy mà mình có một được một cái tấm nữa là mình tự lập. Cái cơ duyên nào mà ai dẫn dắt cho đến thì hồi xưa là lúc là đầu tiên là tại vì chị có tính vô đọc news vô đọc news TV. Xong rồi cái chị Thi Vân bên Asia mới nói là thôi nếu vậy thì em cũng trong nghề mà em cũng biết ca sĩ nhiều thì thôi em bây giờ em chị đang cần một cái show mà về phỏng vấn nghệ sĩ thì em có thể giúp giùm chị. Thì lúc đó là coi như là khoảng chừng 21 năm về trước đó là chị bắt đầu chị làm. Như là em có đợt qua Mỹ là em được chị phỏng vấn. Đúng rồi. Mà cái người đầu tiên á là lúc đó là Cát Tiên là người đầu tiên chị phỏng vấn. Chị cũng nhớ. Thì chị Thi Vân chị có nói với chị là bây giờ em làm đi, em thử, em làm một show cho chị coi. Nếu được thì ok, còn nếu không thì chị sẽ kêu người train cho em. Thì chị còn nhớ là chị làm cái show với lại Cát Tiên đầu tiên. Chị làm xong show đó thì chị Thi Vân chị coi xong chị nói ok được á, thôi làm luôn đi, khỏi cần nữa. Khỏi cần là chị bắt đầu chị phỏng vấn luôn. Được cái tánh mình là mình hay để ý mấy cái đó. Và khi mà mình nghe, mình để ý, mình thấy cái nào đúng thì mình sẽ sửa. Chẳng hạn giờ cái kiểu của em là như vậy, em diễn hài đó là cái style của em. Thì khi em nói ra cái cách em diễn thì mới là em. Có sửa lại chút thôi cho nó gọn dăng. Chứ giờ bây giờ mà em hoàn toàn em lệ thuộc vô những cái lời đó thì rốt cuộc ra là em không còn là em nữa rồi. Em bị mất tự nhiên cho nên mình học chứ học rất là nhiều. Phải học rất là nhiều. Thôi giờ nói chuyện riết rồi chị đói bụng quá đi ăn được không? Chị nhắc, chị không nhắc là em không nhớ. Chị nói chuyện thu hút quá, nãy giờ em không nhớ chuyện đói luôn. Nhưng mà chị nói đói là phải ăn nha. Đói phải ăn nha. Nãy giờ thấy bịch không đồ ăn của chị nha. Là tự nhiên là bị đau bao tử liền luôn đó. Chính xác. Rồi chúng ta cho bạn ăn nha. Ok, rồi. Lululun mặt nạ số 1 Nhật Bản. Tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn. Cùng Lululun. Chị Giang Ngọc đãi một cái món mà mình rất là thích. Bánh tầm mì. Em thích hả? Thích. Em thích món này lắm. Bánh tầm mì. Bánh tầm mì. Cái món này là một trong những món dễ làm. Hồi xưa chị cũng có qua Đức. Chị có làm nhà hàng ở bên Đức. Trời ơi. 2 năm. Lúc đó chị đi hát một thời gian. Cái thời mà Ma Nữ Đa Tình đó, chị đi hát một thời gian. Thì chị có lập gia đình. Thì khi chị lập gia đình thì chị mới đi cùng với gia đình bên chồng đi qua bên Đức để mà mở nhà hàng. Là lúc gia đó đình... chị có ngưng một thời gian không hát. Là ông xã sau... chị ở bên này đó hả? Dạ. Mà mua ngược đi về châu Âu. Đúng rồi, đúng sao rồi. Hay vậy ta. Nhưng mà đi qua bên Đức rồi thì ở bên Đức làm nhà hàng 2 năm. Thì chị lại về lại đây tại vì nó buồn quá. Đúng rồi. Làm tiền nhiều mà rất buồn. Buồn xong rồi chị về đây
về đây trở lại ca hát. Có nghĩa thời điểm đó là chị đang nổi tiếng mà còn trẻ trung mà đã lập gia đình luôn rồi đó. Đúng rồi. Xong lại ngưng nghề. Ngưng một thời gian. Đi qua một cái đất nước khác. Để làm nhà hàng xong rồi chị trở lại. Lại rồi trở động về lực nào, động lực nào ai? Là ai kêu chị đi qua đất nước khác để mà mở? Không thì tại vì cái cơ duyên là giống như cái thời đó là lúc đó là nhà hàng ở bên đó rất là có khách, là tại vì lúc đó cái bức tường nó sụp cho nên tất cả các khách du lịch về đó rất là nhiều. Thì có người mới hỏi là ôi giờ có muốn qua đó để làm không, tại vì hiện giờ bên đó nhà hàng nó rất là hot. Mà thì sự qua đó thì bán đồ ăn á, không những bán đồ ăn mà em bán rượu rất là nhiều. Là lúc đó chị là người không biết uống rượu nhưng chị lại là đứng ngay cái chỗ bartender để chuyên môn pha rượu. Thì chị biết pha rượu nhưng mà chị không uống rượu, nhưng mà chị rót bia hơi rất là giỏi. Chị rót bia hơi là bọt và lên khúc vậy là chị làm được luôn đó. Tức là ngày xưa là chị đứng ngay cái bar thôi. Chị đó rồi lại ở sau bếp thì có người làm hết, tức là có đầu bếp nấu rồi có người hết, cho nên chị cũng nói đi chút xíu tiếng Đức lúc đó thì giờ quên hết trơn rồi. Chị ở 2 năm xong rồi chị quanh hai năm xong về lại đây. Đổ qua để mà xây dựng là đã khó ha. Mà mới có 2 năm là đang thành công bỏ ngang về không luôn. Nhưng mà thiệt sự ra thì nhà hàng thì nó cũng dễ, là tại vì mình làm xong mình muốn làm thì mình sang mình xong thôi. Nhưng mà cái đó chứ là nhà cửa mình đâu có bên đó đâu. Khách là thời điểm đó mình phục vụ cho người châu Âu luôn. Người châu Âu hết. Người Đức nhiều, họ nói tiếng Đức. Mình phải học chút, nhưng mà thường nhiều nhân viên của mình là họ nói tiếng Đức cho nên mình cũng không có lo. Rồi họ cũng nói tiếng Việt với mình nên mình cũng có cần gì thì có người ra nói chuyện mình. Vô bữa ăn nó có câu chuyện của đời chị Giáng Ngọc nó lòi ra nhiều cái hay. Thì nước dừa phải nhiều nó mới ngon nè. Bây giờ chị ăn nước mắm vô nước dừa trước chứ. Giận quá chị ha. Nước dừa vô nghe. Tại nói thiệt cái món này là cái món thời mình đi học đó. Thì cái món này hồi xưa đó, thơ của chị đó phải không? Hồi xưa là chị ở đường Nguyễn Thị Thuật Bàn Cờ. Không cần biết, sáng thức dậy trước khi mà đi chợ để mà mua đồ ăn về nấu cho cả gia đình á, lúc nào cũng phải ghé tạt qua một cái hàng nào đó để ăn. Ăn no bụng sau đó rồi mới đi chợ. Nó thành thói quen luôn. Nó thành thói quen luôn, ăn hàng dữ lắm, tôi hồi nhỏ ăn hàng mà, thích ăn hàng lắm. Sao mà tôi mới trộn thôi mà tôi nuốt nước miếng rồi là sao? Ủa chị có cái hũ nhỏ nhỏ là cái giống gì? Cái hũ gì này là quên, đặc biệt. Cái hũ này là tóp mỡ. Ủa có vụ tóp mỡ bỏ vô đây nữa hả? Không, tóp mỡ ngon chứ. Em biết lý do tại sao chị mang tóp mỡ không? Tại sao tại gì? Vì hồi nhỏ đó, chị là chị cả trong gia đình mà cái thời đó gia đình... Lúc đó ba chị đi Mỹ rồi, cho nên đâm ra nhà cũng cái kiểu giống như là không có được mẹ chị thì hồi xưa giờ ba chị nuôi, đâu có đi làm. Cái đến lúc mà ba chị đi Mỹ thì coi như gia đình cũng khó khăn. Cho nên đâm ra mình là chị cả nữa. Bất cứ một cái gì ăn ngon thì mình sẽ phải nhường cho em mình. Chẳng hạn như thịt đi, mua về mà có 3 cục thịt thôi thì mình phải nhường cho em mình sẽ không có cục thứ tư để ăn. Trời ơi, tức là chị cả là phải là như vậy. Cho nên bà ngoại chị á, rất là thương chị, tại vì bà ngoại chị là người nuôi chị từ bé. Đâm ra mỗi lần mà nhà mà thắng mỡ, tóp mỡ để ăn mà biết là chị rất là mê tóp mỡ từ nhỏ. Cất riêng ra cho chị. Đó, cất riêng mà còn cất ở trong một cái góc. Xong mà lấy cho một cái hũ lại đi lại. Xong lâu lâu rỉ tay, con ơi bà để cái tóp mỡ đó ngay cái góc đó cho con nó nha, rồi con ăn đi chứ không thôi mà em nó biết là nó dành là con không có ăn. Là món ăn tuổi thơ của chị đó, là tóp mỡ đó. Cho nên cái món này không bao giờ quên. Không bao giờ quên là một. Thứ hai, mỗi lần nhắc tới là rất là nhớ ngoại. Nhớ ngoại lắm. Mà ngoại chị mất năm trước rồi. Cái tóp mỡ chị làm thơm ghê nha. Rất là ngon luôn. Tóp mỡ mà tại chị có bỏ hành phi vô. Bởi vì em mới nói nó thơm lắm. Rất là thơm mà ngon nha. Nhưng mà cái cuộc đời của chị là nó dính tới nhà hàng. Tại đến giờ sau này là ông chồng chị sau này là cũng có nhà hàng. Anh Tấn là anh cũng có nhà hàng, anh cũng làm nhà hàng về seafood. Nên đâm ra coi như là mình cũng là người dính tới nhà hàng, dính tới buôn bán. Cái gì mà cũng buôn bán là cũng mình cũng hay buôn bán. Là ông xã chị làm nhà hàng. Là chị vẫn ra phụ ổng luôn. Anh Tấn giờ ảnh có nhà hàng nhưng mà ảnh là người lo hết, chị không có đụng vô cái đó. Dạ. Tại chị có nói với ảnh luôn rồi. Cái đó là ảnh sẽ là người take care. Dạ. Còn cái công việc của chị là đi hát, là đi làm với khán giả thôi, chứ chị không có không muốn dính vô nhà hàng nữa. Làm nhà hàng thời gian mình cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà tới ngày nay là cái nhà hàng là vẫn làm hả chị? Vẫn làm em. Là ảnh lo hết, chị không phải lo gì hết. Ảnh lo hết. Ảnh lo từ
bill bị, nhưng mà là franchise cho nên đâm ra mình cũng không có phải kicking crap franchise, cho nên mình làm theo kiểu Mỹ á, cũng có manager có này kia. Nhưng mà khi nào mà cần bất cứ cái gì thì anh Tấn mới là người phải lo. Nhưng mà chị cũng là một người phụ nữ mà trải qua nhiều biến cố về hôn nhân đúng không chị? Đúng, chị cũng đổ vỡ xong là anh Tấn là cái người mà em thấy là bền bỉ với chị đúng mà rồi. Hạnh phúc đó. Chị với anh Tấn thì ở nhau cũng 13 năm rồi. Dạ. Nhưng mà anh là một người phải nói là hiểu với lại dễ trong cái vấn đề là thông cảm cho mình trong cái nghề của mình. Ngày xưa cái hôn nhân đầu tiên của chị thì chị không có phải ngưng một thời gian, chị không đi hát được là bởi vì không cảm cho cái nghề của mình. Đâm ra mình bị áp lực nhiều lắm, tại vì cái nghề đó là nghề, giống như em nói là chị sống ra, chị lớn lên là trong cái gia đình chị là nghệ thuật rồi, mà khi mà mình không được làm cái nghề mình thích á, trời ơi buồn lắm, chị không dám coi video luôn. Lúc đó có mỗi lần mà chị coi video là chị khóc, chị cứ nghĩ tới cái đó là mình khóc. Cho nên đâm ra chị bị áp lực về cái chuyện đó lắm. Và chị ước gì, trời ơi, tại sao mình không giống như những người nghệ sĩ khác, tại sao mình không làm được những gì mà mình thích. Cái anh đó, anh không làm trong nghề mình luôn hả chị? Thì không trong nghề cho nên không có thông cảm. Nhưng mà bây giờ anh Tấn thì anh lại anh chọn lựa một người nghệ sĩ thì anh phải hiểu cái công việc của người ta. Thì đúng, nhưng mà hồi xưa thì ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà đến lúc mà xong rồi, khi mà bước vào rồi thì nó lại là khác. Lúc đó mình đâu thay đổi được nữa, em thấy không? Dạ. Nhưng mà chị may mắn là anh Tấn là anh chấp nhận chuyện đó. Tức là mỗi tuần chị đi show, anh vẫn ok, anh vẫn ở nhà, anh vẫn lo cho con cái trong gia đình. Thì cái đó là cái hạnh phúc của mình có được khi mình gặp được một người như vậy. Có bao giờ giận hờn nhau? Cũng có chứ, nhưng mà không có giận lâu. Nhiều khi dù như chị là cái người ít giận lâu lắm. Dù như chị có chuyện gì là chị gây chị la lên, xong rồi thôi, rồi chút chừng 2 tiếng sau cái chị quên. Mỗi lần chị la là cái anh im, anh không nói gì hết. Là thôi, là xong. Là xong rồi. Với lại anh cũng được cái là anh cũng mau quên lắm. Nhất là giận rồi xong hơi cái là anh hết giận. Anh cũng hết giận nhanh lắm. Cả hai người đều hết giận rất là nhanh. Nghe chị chia sẻ về cuộc sống, về cái kinh nghiệm để mà có một cái bí quyết hạnh phúc đó chị, rất là hay. Trời, cũng phải coi như là trầy da chốc dãy mới được chứ bộ. Nhưng mà ít ra mình chia sẻ chút xíu vậy để cho biết đâu chừng mọi người có một cái kinh nghiệm. Đúng rồi. Nhưng mà mỗi người sẽ có một kinh nghiệm khác nhau. Mỗi người sẽ nhận một bài học khác nhau. Yeah, dù là mình nghe vậy chứ mình cũng không nhớ rồi em. Mình không phải có nhiều người nghe rồi chị, nhưng mà họ lại giải quyết một cách khác theo cách của họ. Thì đó. Giống như mỗi người sẽ nhận một cái bài học khác. Cảm ơn chị, hôm nay món tầm bì của chị rất là ngon. Thì em cũng có một món quà nhỏ xương xương nhẹ. Nhỏ mà sao nó bự dữ vậy em? Cảm ơn Thúy Nga, cảm ơn khán giả rất là nhiều đã theo dõi kênh của Thúy Nga trong những ngày vừa qua. Và đặc biệt Giáng Ngọc cũng là một người theo dõi những cái chương trình của Thúy Nga. Cũng âm thầm âm thầm theo dõi đó. Mà phải nói là rất là vui, là tại vì cái thứ nhất là có thể nhìn lại một số những cái hình ảnh của các nghệ sĩ và nghe là những câu chuyện. Tại vì mỗi người sẽ có một câu chuyện, mà mỗi câu chuyện mình nghe mình cũng sẽ rút được một cái bài học, một kinh nghiệm cho mình. Cảm ơn chị Giáng Ngọc nhiều, rất là nhiều. Yeah. Và cả nhà ơi, chúng ta nhớ đón xem chương trình Thúy Nga Nhà Có Khách trên hệ thống MCV Media Network và Thúy Nga Channel. Và Thúy Nga và chị Giáng Ngọc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye cả nhà.